Và thứ ba, Ly nghĩ rằng bài hát này khi mà được nói lên chắc tất cả quý vị đây sẽ vỡ òa. Và đây cũng được trình bày bởi một ca sĩ mà Ly cũng rất là thích, rất là mến chú em này. Đoán được bài gì không ạ? Ngay và liền tất cả quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức với phần trình bày của Voi Bản Đồ Văn Tú. Ngày mai người ta lấy chưa? Nên có và đáng có. Rồi, Thành Đạt ơi! Thành Đạt ơi, em có thể lên trên này được không Thành Đạt? Dạ. Và chúng ta đang có sự kết nối từ các thành viên còn lại. Có thể thêm những tràng hóa tay thật nồng nhiệt từ hàng ghế khán giả thưa quý vị. Dạ, thực sự đây là niềm may mắn của em và em mong rằng giải thưởng này nó cũng sẽ đánh dấu một cái điều gì đó lớn lao của cả ba anh em mình, và mong rằng tất cả mọi người khán giả sẽ luôn luôn ủng hộ âm nhạc của anh Tú, âm nhạc của Đông Thiên Đức và giọng hát của Thành Đạt. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã yêu thương. Cảm ơn anh Tú và phần chia sẻ cảm xúc vừa rồi. Chúc mừng cho ca khúc của chúng ta và chúc mừng cho ý kiến của mình ạ. Xin chào, cảm ơn các bạn. Anh Đức, anh không muốn nói điều gì không? Thật sự thì run quá đúng không anh? Không phải run quá mà nó bắt run. Anh có thể gọi là cảm xúc chung của tất cả mọi người khi lên đây đi nhận giải thưởng. Đức chỉ biết cảm ơn thôi. Cảm ơn những anh chị, cô chú, nghệ sĩ gạo cội đi trước đã nhìn xuống và chấp nhận một người nghệ sĩ như Đức là một nghệ sĩ thực thụ để được đứng trên sân khấu ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả những cái mối nhân duyên này nọ đã đưa Tú bài đạt. À, cảm ơn. Dạ. Và một bài tập hát là đó là ca khúc Alloy của nhà sản xuất nhạc Master cùng ca sĩ Double Two T. Và các bạn đã có mặt tại đây ngày hôm nay ạ. Thì em vẫn còn nhớ cái cảm giác mà từ cái hồi mà ở trên nơi em sống còn chưa có mạng internet ấy, thì em hay xem những cái băng đĩa thì có các tiết mục của Làn Sóng Xanh ấy. Thì đến hôm nay em rất là vui và rất là vinh dự khi em được đứng trên đây và nhận cái giải thưởng này. Em cảm ơn Làn Sóng Xanh. Em muốn gửi lời cảm ơn tới anh Matthew, bạn Hải Ma và anh Minbu, ba người producer đã đồng hành cùng với em từ những ngày đầu tiên. Em xin cảm ơn những người anh em trong gia đình lớn và cảm ơn những bạn, mọi người trong gia đình nó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn rất là chương trình và chúc mừng.
ngủ một mình. Gibbs xin chào tất cả các anh chị có mặt ở đây và cũng như tất cả bạn khán giả và tất cả mọi người đang ở nhà và xem chương trình qua livestream ạ. Thật sự thì em cũng rất là bất ngờ khi mà nhận giải thưởng này, nhưng mà là nói chung là rất là hạnh phúc và em cũng chưa có chuẩn bị sẽ nói gì hết, nhưng mà là nói chung là rất là hạnh phúc và cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn anh hai, cảm ơn tất cả anh em Red Nan, cảm ơn The Gift và shout out to QT, we made it bro, let's go. Cảm ơn tất cả các bạn Sunday đây vì đã luôn luôn ủng hộ The Gift ạ. Em xin chào tất cả mọi người có mặt tại buổi tối ngày hôm nay. Và nhà của em là ở Sư Vạn Hạnh, là gần đây, rất là gần đây mà trong cuộc đời em chỉ có 2 lần mà em được đi rạp hát Hòa Bình. Đó là em được đi xem phim The Karate Kid. Và cái lần thứ hai là em không ngờ là lần mà em được đứng ở đây nhận giải là Sóng Xanh. Thì mặc dù là góp một phần rất là nhỏ vào trong đây, nhưng mà em thật sự rất là cảm ơn Hiếu bởi vì đã cho em được trình bày ca khúc này. Và cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ và yêu thương The Gift cũng như là Hiếu thứ hai. Của một mình để chúc mừng cho thứ hai mình đi nhé. Xin mời mọi người di chuyển về chúc mừng. Thưa quý vị, danh sách vẫn còn. Và sau đây xin mời. Đó là ca khúc Lệ Luli của nhạc sĩ Joe Seven DT tập rap và ca sĩ Vũ Phúc. Sau đó cho người anh này rất là tuyệt vời ạ.